Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm công bố đề xuất quy định mới nhằm ngăn chặn việc mua ẩn danh các căn nhà hạng sang, vốn được cho là kênh rửa tiền hiệu quả của các nhà tài phiệt tham nhũng, khủng bố và các tội phạm khác. Quy định trên sẽ yêu cầu các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, chẳng hạn công ty bảo hiểm quyền sở hữu, có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho mạng lưới thi hành luật pháp về tội phạm tài chính FinCEN thuộc Bộ Tài chính. FinCEN là văn phòng được giao nhiệm vụ thu thập và phân tích các giao dịch nhằm phát hiện nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính. Theo hãng tin Reuters, trong tháng này, FinCEN dự kiến công bố dự thảo hứa hẹn tạo ra một hệ thống quy định mới, chặt chẽ hơn để thay thế hệ thống quy định còn nhiều lỗ hổng của Mỹ hiện nay. Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được công bố để công chúng và người trong giới phản hồi, nhưng Hiệp hội quyền sở hữu đất đai Mỹ, đại diện các công ty bảo hiểm quyền sở hữu, cho rằng FinCEN không nên vội vàng đề xuất quy định mới khi chưa đưa ra đầy đủ các quy tắc quản lý những công ty vỏ bọc. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo về tình trạng xấu kéo dài nhiều thập niên qua tại Mỹ là tội phạm dựa vào bất động sản để che giấu các khoản thu bất chính. Bà Yellen cho biết số tiền được rửa thông qua thị trường này có thể lên tới 2,3 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2015 đến 2020. Các ngân hàng Mỹ từ lâu đã có trách nhiệm phải tìm hiểu nguồn tiền của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, nhưng ngành bất động sản Mỹ cho đến nay chưa bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào như vậy. Thay vào đó, FinCEN đã vận hành các quy định yêu cầu thông báo hoạt động mua bán bất động sản GTO, GTO áp dụng ở một số thành phố lớn bao gồm New York, Miami và Los Angeles. Quy định mới dự kiến sẽ mở rộng yêu cầu này trên toàn quốc. Dự thảo có thể vấp phải ý kiến trái chiều từ người Mỹ, đặc biệt tầng lớp nhà giàu không muốn công khai tài sản. Đồng thời, quy định mới này sẽ mâu thuẫn với quyền bảo mật thông tin cá nhân, vốn được rất coi trọng ở Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng, việc minh bạch hóa thị trường tài chính, bất động sản khiến giới nhà giàu Mỹ không hài lòng, buộc họ tính bước chuyển tài sản ra nước ngoài, đến các thiên đường thuế như Panama, Cayman. Bà Erika Enichek, giám đốc các vấn đề chính phủ của nhóm vận động liên minh FACT lên tiếng, nàng rửa tiền qua bất động sản là lý do tại sao FinCEN đang thực hiện bước quan trọng này để chính thức đưa các điều gì đó vào sổ nhằm loại bỏ hoàn toàn vấn đề đó. Một số người ủng hộ thậm chí còn cho rằng FinCEN vốn từ chối bình luận về thời điểm đưa ra đề xuất quy định đã hành động quá chậm. Lần đầu tiên các quan chức Mỹ đề cập đến quy định này là năm 2021, nhưng FinCEN đã phải vật lộn để hoàn thành một quy tắc liên quan nhằm vạch mặt các chủ sở hữu công ty vỏ bọc. Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng cũng đã thúc ép FinCEN thắt chặt đề xuất đó theo một bức thư công khai hồi tháng 4 vừa qua. Một trong những nguồn tin cho biết cuộc tranh luận đó đã làm chậm công việc của FinCEN về quy tắc báo cáo nguồn gốc tài chính bất động sản. Thực tế, FinCEN đã triển khai GTO từ năm 2016 sau khi báo New York Times tiết lộ gần một nửa bất động sản cao cấp đã được mua bởi các công ty vỏ bọc ẩn danh. Nhưng bà Jody Vittori, một chuyên gia tài chính bất hợp pháp tại quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định GTO rất dễ lách bằng cách mua bất động sản nằm bên ngoài các khu vực bị áp quy định này. Những người ủng hộ minh bạch thúc đẩy quy tắc toàn quốc chỉ ra ví dụ về tỷ phú Quách Văn Quý, Guo Wengi, một doanh nhân Trung Quốc lưu vong. Người này, theo các công tố viên, đã sử dụng một công ty vỏ bọc để chuyển lợi nhuận bất hợp pháp từ một kế hoạch lừa đảo và giao dịch mua biệt thự trên miếng đất gần 5.000 m² trị giá 26 triệu đô la Mỹ ở New Jersey vào tháng 12 năm 2021. Người ta chỉ ra nếu ông Quách mang tài sản qua sông Hudson ở Manhattan, tài sản đó sẽ phải chịu GTO và có khả năng sẽ bị cảnh báo ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật. Lại thêm một ngân hàng ở Mỹ vừa phá sản khiến giới đầu tư tài chính toàn cầu không thể chủ quan. Ngân hàng Heartland Tri-State Bank sụp đổ là minh chứng cho cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ, khiến giới đầu tư nhớ về thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Trong tuần qua, các nhà quản lý ngân hàng tại Mỹ đề xuất một số giải pháp để thắt chặt quy định. Tuy nhiên, Stephen Kelly, chuyên gia tài chính Đại học Yale cho biết, những quy tắc mới này sẽ không ngăn được sự sụp đổ của các ngân hàng giống với những gì đã trải qua với Silicon Valley Bank, Signature Bank hay First Republic. Những đề xuất này cũng vấp phải sự phản đối của một số quan chức Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED. Họ cho rằng các quy định này có thể gây hạn chế khả năng vay vốn của cá nhân và doanh nghiệp. Cũng có lo ngại các ngân hàng sẽ chuyển chi phí vốn cao hơn lên người tiêu dùng để duy trì lợi nhuận. Thành viên hội đồng thống đốc FED Michael Bowman nhận định,
khi chính quyền phát hành trái phiếu để đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở địa phương sẽ cần phải huy động số tiền nhiều hơn bình thường vì doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. FED vừa đưa ra các yêu cầu mới về vốn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 đối với các ngân hàng lớn tại Mỹ dựa trên kết quả đánh giá vượt qua khủng hoảng trước đó. Ngoài những thay đổi quy định về vốn để nhằm ngăn chặn làn sóng phá sản của các ngân hàng trong tương lai, FDIC và FED còn đưa ra các khuyến nghị để các ngân hàng đối phó khi rơi vào khủng hoảng. Chẳng hạn, các ngân hàng có thể xem xét liệu có đủ điều kiện vay từ công cụ cửa sổ chiết khấu của FED hay không. Để sử dụng cửa sổ chiết khấu, các ngân hàng phải thực hiện một số thỏa thuận trước thời hạn. Một trong những nguyên nhân làm ngân hàng SVB phá sản là tổ chức tín dụng này từng không thể truy cập vào cửa sổ chiết khấu vì khách hàng đã nhanh chóng rút tiền. Ông David Herndon, người đứng đầu cơ quan giám sát ngân hàng tại Kansas, Mỹ, cho biết Heartland đã mất khả năng thanh toán và đây chỉ là một trường hợp biệt lập, đồng thời khẳng định hệ thống ngân hàng của Kansas không bị ảnh hưởng và các nhà băng khác vẫn khỏe mạnh. Heartland là một trong số hàng nghìn ngân hàng địa phương quy mô nhỏ ở Mỹ. Trụ sở chính của Heartland nằm ở thành phố Elkhart với dân số chỉ chưa đầy 2.000 người. Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ năm 2021 và được đặt ở rìa tây nam của bang Kansas, Elkhart là một trong số nhiều thành phố hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Dust Bowl những năm 1930. Một ngân hàng khác trong cùng bang Kansas, Green First Bank, trụ sở tại Syracuse, đã đồng ý tiếp nhận tất cả các khoản tiền gửi và mua lại gần như tất cả tài sản của Heartland. FDIC nhất trí sẽ chia sẻ các khoản lỗ trong tương lai đối với các khoản vay mà Green First mua lại. Họ ước tính vụ sập ngân hàng này sẽ khiến quỹ bảo hiểm tiền gửi của FDIC mất khoảng 54,2 tỷ đô la Mỹ. Quỹ bảo hiểm này được Quốc hội thành lập vào năm 1933, được đặt dưới sự quản lý của FDIC với mục đích bảo vệ tiền gửi tại các ngân hàng của Mỹ. Green First có tài sản 480 triệu đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 3 và ngân hàng đứng thứ 1515 ở nước Mỹ. Ngân hàng này được thành lập vào năm 1906 và theo như thông tin đăng tải trên website chính thức, nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng và mang ngành công nghiệp sữa đến khu vực Tây Nam Kansas. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng khủng hoảng hệ thống ngân hàng Mỹ xảy ra là do lãi suất tăng mạnh. Cùng với công tác quản lý rủi ro yếu kém của các tổ chức tài chính, FED đã nâng lãi suất tham chiếu lên 5,25% trong tháng 7, mức cao nhất kể từ năm 2007 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Các đảng viên Dân Chủ tại Ủy ban các dịch vụ tài chính Hạ viện đã công bố một vài dự luật trong tháng 6, cái mà họ mô tả là làn sóng đầu tiên của các dự luật nhằm giải quyết các vụ sụp đổ tại các ngân hàng lớn. Sự sụp đổ của SVB, Signature Bank và First Republic Bank đã cho thấy rõ ràng đã đến lúc mà luật pháp cần tăng cường sự an toàn và toàn vẹn của hệ thống ngân hàng và nâng cao trách nhiệm điều hành ngân hàng, Hạ nghị sĩ Maxim Waters nói. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.